Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Nguyễn Tuấn Anh. Trong tutorial hai ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm thế nào để có thể khử được những cái tạp âm, những cái âm nhiễu trong những cái file âm thanh mà các bạn ghi âm bằng phần mềm Audacity ha. Thì Audacity là một phần mềm đã có từ rất lâu rồi và cho đến hiện tại thì số lượng phiên bản mới nó ra cũng không còn nhiều nữa. Nhưng mà do tính hữu ích của nó nên nhà phát triển vẫn tiếp tục hỗ trợ chúng ta bằng những cái cung cấp cho chúng ta thêm những cái plugin hay là những cái thư viện cho nó. Thì để cài đặt thì các bạn vào trình duyệt. Các bạn gõ Audacity. Ok. Cái trang web của nó sẽ là audacitystream.org ha. Các bạn click vào đó. Thì đây. Các bạn download cái phiên bản mới nhất của nó thời điểm hiện tại là 2.1.2 về. Click vào nút này. À, click vào cái chỗ này. Tùy theo cái hệ điều hành của các bạn là cái hệ điều hành nào thì các bạn sẽ tải về phiên bản phù hợp với hệ điều hành đó. Ở đây mình dùng Windows nên mình sẽ tải về Windows. Audacity for Windows. Rồi ok, nó sẽ có hai hình thức tải cho chúng ta. Thứ nhất là sẽ tải trực tiếp luôn cái file EXE này, dung lượng của nó lên tới 25,3 MB, và cái thứ hai là tải một cái file nén, nó đã nén lại nên chỉ còn 10,5 MB thôi. Và đây thì máy nhà mình tương đối mạnh, cái mạng nhà mình tương đối mạnh nên mình sẽ tải cái phiên bản trên. Rồi ok, nó đã bắt đầu tải. Đây. Rồi ok, nó đã tải về. Thì sau khi cài đặt tải về xong, các bạn sẽ được một cái file cài đặt như thế này. Các bạn double click vào nó để cài đặt. Chúng ta bắt đầu chọn ngôn ngữ. Nó có hỗ trợ tiếng Việt ha. Việt Nam đây này. Đúng thôi, mình sẽ để tiếng Anh. Các bạn cứ nhấn Next. Next. Next liên tục luôn. Rồi Yes. Create a desktop icon. Rồi mình tạo luôn một cái folder của desktop. À, xin lưu ý cho mình là tí nữa sau khi cài đặt cái này xong, các bạn phải tải về cái file LAMP này này. File LAMP này sẽ là cái file hỗ trợ xuất audio, xuất cái tập âm thanh ra cho cái Audacity. Nếu các bạn không cài cái file LAMP này này, thì tí nữa sẽ không thể nào xuất được âm thanh ra đâu, nó sẽ báo lỗi đó. Tí nữa mình sẽ để cái link cài đặt cái file LAMP này này cho các bạn tải về ở bên dưới mô tả nhé. Ok, mình tắt đi để mình bắt đầu mình cài cái file LAMP này. Cái này thì nó cũng đơn giản, connect liên tục. Rồi ok, nó nhanh lắm. Rồi bắt đầu mình mở lại Audacity. Giao diện của Audacity thì có những cái mục như thế này đây. Đây là những cái mục Pause, Play, Stop, Review, Next and cái nút này là nút ghi âm, Record. Thì để mình tiến hành mình mở một cái file âm thanh lên chỉnh sửa thì mình nhấn chọn vào đây, File, chọn Open. Chọn đến file âm thanh mình cần chỉnh sửa. Ví dụ mình chọn file này đi ha. Do chủ đề hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khử nhiễu bằng Audacity nên là mình sẽ tập trung vào chủ đề đó thôi. Còn đây là mình sẽ chỉ hướng dẫn cơ bản cho các bạn cách mở cái file tập tin lên thế nào. Thì mình sẽ nghe thử một đoạn. Rồi ok, stop ha. Thì để chỉnh sửa nó, trong các chuyên mục sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì hôm nay do là chưa có chuẩn bị cái file ghi âm nào nên mình sẽ tạo mới một file ghi âm ha. Mình sẽ xóa cái này đi, các bạn nhấn Ctrl A và nhấn Delete và xóa hết hai cái chắc này đi. Mình tạo mới một cái file ghi âm mới, mình nhấn vào đây để record. Nhớ nhé, các bạn nhấn ở đây record nhưng các bạn phải nhấn ở đây stop nhé, không nhấn lại được ở đây đâu. Rồi để mình chuẩn bị mình nói thử một đoạn nào đó ha. Cái đờ mà cái thằng kia đi đứng cái kiểu gì đó hả, đâm vào người ta rồi đây này. Có chịu đứng lại xin lỗi không hả? Thằng kia. Rồi. Tắt đi. Ok. Mình phóng to lên. Mình thử nghe lại ha. Các bạn chú ý nhé. Những cái đoạn nhỏ 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 này sẽ là những cái đoạn bị nhiễu. Những cái đoạn tạp âm. Nó sẽ xè 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 xè. Thì mình nghe thử lại một lúc ha. Nghe thử lại một đoạn xem sao. Đây mình chọn ở đây là mình bắt đầu nghe thử từ đây nhé. Cái đờ mờ cái thằng kia đi đứng cái kiểu gì đó hả? Đâm vào người ta rồi đây này. Có chịu đứng lại xin lỗi không hả? Thằng kia. Đó, các bạn nghe xèo 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 đúng không? Rồi. Ok. Để bắt đầu khử nhiễu á, thì các bạn phải làm cái công việc này cho mình. Các bạn chọn một cái vùng bị nhiễu. Ví dụ cái vùng này. Đây. Cái vùng này cũng vậy. Cái vùng này cũng này sẽ là cái vùng bị nhiễu. Thì mình chọn cái vùng này cũng được, nó dài hơn. Thì nó sẽ chính xác hơn. Công việc đầu tiên là các bạn cầm chuột và kéo từ đây tới đây ha. Kéo cái đoạn nhiễu cho mình. Sau đó các bạn chọn là Effect.
chọn vào cái phần là noise reduction, rồi chọn get noise profile. Đây là cái công việc để lấy mẫu nhiễu đó, chọn vào đây nó sẽ lấy mẫu nhiễu và sẽ lưu lại trong hệ thống của nó cái mẫu nhiễu, cái những cái đặc tính của cái mẫu nhiễu này. Rồi công việc tiếp theo là các bạn sẽ nhấn Ctrl A để chọn tất cả luôn, chọn tất cả các file luôn để bắt đầu mình xử lý. Nó đã có mẫu nhiễu rồi nên sẽ nó sẽ xử lý những cái mẫu, những cái đoạn nhiễu nào có tính tương tự như cái mẫu đó. Rồi chọn tiếp vào noise reduction. Ok, ở đây các bạn sẽ nhấn review để các bạn xem thử trước ha. Cái đờ mờ cái thằng kia đi đứng cái kiểu gì đó hả, đâm vào người ta rồi đây này, có chịu đứng lại xin lỗi không hả? Rồi ok, nghe nó tốt rồi đó, nó không còn xèo 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 nữa. Mình chỉ cái này thì các bạn có thể kéo kéo vào các bạn thử nghe thử nhé. Cái đờ mờ cái thằng kia đi đứng cái kiểu gì đó hả, đâm vào người ta rồi đây này, có chịu đứng lại xin lỗi không hả? Kéo xuống thì nó vẫn còn hơi nhiễu, mình tăng lên xíu. Cái đờ mờ cái thằng kia đi đứng cái kiểu gì đó hả, đâm vào người ta rồi đây này, có chịu đứng lại xin lỗi không hả? Rồi ok, thì những cái này là các bạn nên nên kéo rồi các bạn nghe lại nhé, chứ các bạn đừng quá lạm dụng. Ví dụ các bạn tăng quá cao thì cái âm nó sẽ bị hú hoặc là cái âm nó sẽ bị méo tiếng đi. Thì ok, các bạn cứ thử thôi, cứ nhấn review thôi, nó nghe cũng nhanh khoảng 5 giây thôi, sau đó các bạn nhấn ok để bắt đầu nó tiến trình nó xử lý. Thì đây, hồi nãy là những cái đoạn này nó dày đó, thì bây giờ nó đã kéo nhỏ lại còn tí xíu này này thôi đó. Ví dụ bây giờ mình nghe lại ha, ở đây đi. Cái đờ mờ cái thằng kia đi đứng cái kiểu gì đó hả, đâm vào người ta rồi đây này, có chịu đứng lại xin lỗi không hả thằng kia? Ok rồi đó, hầu như là không còn nhiễu nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuất ra, mình sẽ cắt bỏ cái đoạn thừa ở đầu đi. Delete file, các bạn chọn export audio ha. Rồi các bạn chọn file là mp3 này đó, chọn nơi lưu trữ cho nó, đặt tên cho nó, ví dụ là test đi ha. Rồi mình save lại. Ok đó, nó đã xong rất là nhanh. Đây cái file của mình có thể nghe lại. Cái đờ mờ cái thằng kia đi đứng cái kiểu gì đó hả, đâm vào người ta rồi đây này, có chịu đứng lại xin lỗi không hả thằng kia? Ok, vậy là đã xong. Thì trong bài hướng dẫn ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn cách thử tạp âm bằng Audacity ha. Thì nếu các bạn cảm thấy video này có ích, hãy nhấn like và subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công.